phòng nghiên cứu UFO quốc tế dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng không giải thích được đã bắt đầu hoạt động. Tại Nhật Bản đã xuất hiện một phòng nghiên cứu mang tên là phòng nghiên cứu UFO dành riêng cho việc nghiên cứu các hiện tượng không giải thích được, chẳng hạn như các vật thể bay không xác định được. Phòng thí nghiệm nghiên cứu nằm trong khuôn viên của UFO Interaction Hall thuộc tỉnh Fukushima. Đây là nơi trưng bày những hiện vật liên quan đến UFO. Giám đốc phòng thí nghiệm là ông Takeharu Mikami, 51 tuổi. Ông là tổng biên tập của tạp chí MU Ofcof. Fukushima vốn được gọi là địa phương UFO sau khi một vật thể bay không xác định được, hình nón và phát sáng được chứng kiến tại dãy núi Sengamori thuộc tỉnh này vào những năm 1970. Vì vậy, giám đốc Mikami bày tỏ mong muốn những cư dân hãy chia sẻ những hình ảnh UFO mà họ đã chụp được cho phòng thí nghiệm để hỗ trợ việc nghiên cứu.